Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Thực hư chuyện Thánh Súng mua xe 3 tỷ đồng khi lên chức giám đốc. Thánh Súng Ngân Thảo lần đầu có những chia sẻ về việc mua xe tiền tỷ sau khi lên chức giám đốc. Đây là xe mua lại giá không cao. Thời gian gần đây, sau khi lên chức giám đốc của một công ty mỹ phẩm, Thánh Súng liên tục sửa sang nhà cửa ở quê nhà cho gia đình và tậu xe mới. Nhiều thông tin xế hộp cô nàng đang sử dụng có giá hơn 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, Ngân Thảo phủ nhận điều này và cho biết đây là xe cũ, có giá không quá cao như lời đồn đoán. Cặp đôi gặp nhau sau thời gian dài, xa cách vì dịch bệnh. Trên trang cá nhân của Ngân Thảo vừa chia sẻ vlog mới, kể về những tin đồn gần đây của bản thân. Bên cạnh đó, Thánh Súng cũng thông báo tin vui cho người hâm mộ khi đã kết hôn với người yêu. Ngân Thảo viết, bữa nay khoe xe với mọi người, mùa 5 tháng rồi giờ mới dám khoe nè. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên hài gốc miền Tây chia sẻ về tài sản của bản thân trước những tin đồn giàu nứt vách. Gần đây có nhiều thông tin Ngân Thảo mua xe 3 tỷ đồng, nhưng cô nàng phủ nhận. Cả hai cùng di chuyển bằng chiếc ô tô mới mua. Thảo với Đức mua xe khoảng 300 triệu, xe này cũ rồi chứ không phải như một số người nói. Xe này đã cũ rồi, không có tậu siêu xe mấy tỷ. Cái này là hai đứa dành dụm gần một năm mới đủ tiền mua. Cái này là do dịch bệnh khó khăn, nhưng do nhu cầu đi lại và hàng tháng phải chở nội với mẹ đi khám bệnh nên thấy khá cần thiết nên mới mua. Chiếc xe này cũng tốt do mua ở chỗ người quen, chiếc xe này chỉ có giá 300 triệu thôi. Đối với một số người thì 300 triệu không là gì hết, nhưng với Thảo rất là vui vì đây là tài sản đầu tiên mà Thảo và Đức Anh mua được. Đó là công sức của cả hai nên rất là quý. Số tiền 300 triệu rất là lớn đối với nhiều người nên mình có được mình rất là quý. Đôi khi một số thông tin không đúng về mình nhưng không muốn khán giả thích nhiều. Mọi thứ hiện tại rất ổn. Ngân Thảo giới thiệu về xe mới của mình và cho biết giá 300 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, Ngân Thảo cũng cho biết hiện tại đã đăng ký kết hôn với bạn trai lâu năm. Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên đám cưới bị dời lại và cặp đôi phải xin phép gia đình đăng ký trước. Thánh Súng hạnh phúc khoe ảnh đăng ký kết hôn. Đám hỏi xong là dịch bùng lên luôn nên chưa có đám cưới được. Sau khi xin phép ông bà bố mẹ đăng ký kết hôn trước rồi hết dịch mới làm đám cưới sau. Thủ tục đăng ký kết hôn đã xong, hiện tại Hòa đã có chủ, Thánh Súng nói thêm. Cả hai hẹn hò trước khi cô đi game show hài. Ngân Thảo muốn nói điều này là vì thời gian qua có nhiều tin đồn. Cô nàng đã bỏ người yêu lâu năm. Tuy nhiên, chỉ do dịch bệnh nên cả hai không gặp được. Có thể thấy cuộc sống của Ngân Thảo hiện tại đang rất viên mãn. Cô nàng có công việc ổn định sau khi lên chức giám đốc, cũng có thêm thu nhập để sở hữu thêm nhiều tài sản giá trị. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.